Như thường lệ, trong phần tiếp theo của chương trình Cà phê ngày mới sáng nay, chúng tôi xin được điểm qua những thông tin nổi bật có trong các trang báo phát hành. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với tờ báo Thanh Niên. Với tinh thần sớm có thêm những động lực mới để thành phố Hồ Chí Minh phát triển một cách mạnh mẽ, vào ngày 16 tháng 1, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 31 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tờ Thanh Niên ở trang 2 và trang 3 có bài viết kỳ vọng động lực mới nâng tầm vị thế thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này có 7 nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết 31, trong đó thành phố Hồ Chí Minh sẽ cơ cấu lại tổng thể kinh tế đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao. Các chương trình quan trọng bao gồm chuyển đổi số, thành phố thông minh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Để thu hút nguồn lực, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng chính sách ưu đãi xúc tiến đầu tư nhằm chủ động chọn lọc nhà đầu tư, triển khai đề án quy động nguồn lực đầu tư xã hội hóa, đề án quản lý sử dụng đất đai hiệu quả. Các lĩnh vực về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao sẽ được kiến nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư để nâng cao chất lượng thụ hưởng các dịch vụ. Chắc hẳn là trong những ngày gần đây thì người dân của chúng ta cũng quan tâm rất nhiều và cũng phải than phiền rất nhiều đến câu chuyện là đi đăng kiểm vất vả như thế nào trong những ngày cuối năm. Và cũng trên tờ báo Thanh Niên, số ra sáng ngày hôm nay đã phản ánh khi cuối năm vẫn vất vả đi đăng kiểm, khi mà mới đây nhất theo những ghi nhận thì 4 trung tâm đăng kiểm thuộc quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa được hoạt động trở lại và ngay lập tức thì nhiều người đã xếp hàng chờ đợi, thậm chí có những người đã phải xếp hàng từ đêm. Chúng tôi xin được thông tin chi tiết tới quý vị ngay sau đây. Cụ thể, tại các trung tâm đăng kiểm do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý gồm 5001S, 5002S, 5003S, các xe vào đăng kiểm theo số thứ tự được cấp trực tuyến, do đó những người chậm tay hơn sẽ không đăng ký được. Theo nhiều lái xe cho biết, việc mở trở lại 4 trung tâm đăng kiểm này là kịp thời và đáp ứng phần nào nhu cầu kiểm định của người dân. Vào chiều ngày 16 tháng 1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Cục Đăng Kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã nhiều lần nhấn mạnh sự cố là rất nghiêm trọng và là đau xót, không thể tha thứ được và thực sự rất đau. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ngành đăng kiểm tập trung sửa đổi ở cả 4 yếu tố: thể chế, con người, cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện, trong đó quan trọng nhất là đạo đức công vụ. Ông cũng đề nghị ngay lập tức Cục Đăng Kiểm Việt Nam cần nghiên cứu trình sửa đổi Nghị định 139, trao đổi với các địa phương và các bộ ngành để điều chỉnh lại những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn, điều chỉnh một cách chặt chẽ. Cần tránh việc trước đây mở quá nhiều, nay sợ lại siết quá nhiều, một hồi lại vướng. Đặc biệt xử lý nghiêm các trung tâm đăng kiểm có sai phạm, không đủ nhân lực, máy móc thì cần rút giấy phép, những nơi sai phạm hơn thì sẽ chuyển hồ sơ qua Bộ Công an điều tra và xử lý. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ sẽ là một thông tin nổi bật trên tờ báo Lao động số phát hành ngày hôm nay. Sự lệch pha cung cầu của thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ngày càng lớn khi mà cả một năm qua có rất ít các dự án căn hộ giá bình dân nào được đưa ra thị trường. Trong khi đó thì thị trường căn hộ cao cấp lại đang dư thừa. Đây là nhận định được đăng tải trên trang 3 của tờ báo Lao động ngày hôm nay. Bài viết căn hộ cao cấp thừa, hàng bình dân khan hiếm phản ánh thực tế, trong khi đó thị trường căn hộ cao cấp lại đang có dấu hiệu thừa cung. Thậm chí với lãi suất cho vay tăng cao, khả năng bán hàng của các doanh nghiệp bất động sản trở nên khó khăn hơn. Lãnh đạo một công ty chuyên môi giới bất động sản cho rằng trong bối cảnh hiện tại, cần phải có các giải pháp để thị trường bất động sản chuyển mình mạnh mẽ sang phân khúc bình dân. Hiện nay, nguồn cung trên thị trường chủ yếu là những sản phẩm không hướng đến đáp ứng nhu cầu thật, mang tính dư thừa, lãng phí, xây rồi để đó. Điều này càng cho thấy nguồn cung hiện hữu trên thị trường đang không đến được với người có nhu cầu. Nhiều dự án nhà ở dù đã khởi công nhưng chưa khả quan vì vướng rất nhiều thủ tục. Việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản vẫn còn chậm, chưa kịp thời giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Thưa quý vị, một báo cáo dài tới hơn 30 trang về kết quả nghiên cứu và rà soát lại luật thuế thu nhập cá nhân vừa mới đây được Bộ Tư pháp công bố. Nội dung này cũng nằm trong dự thảo chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 của Chính phủ. Và những tồn tại, những hạn chế trong hơn 10 năm qua đã được tổng hợp từ các bộ, các ngành địa phương và các hiệp hội vì có liên quan tới việc tiễn quản lý thuế cho thấy không thể chậm trễ hơn với yêu cầu sửa đổi bộ luật này. Chúng tôi xin được trích đọc cùng quý vị trên trang số 2 của báo Lao động số ra sáng ngày hôm nay.
Tờ Lao Động có bài viết thuế thu nhập cá nhân năm 2025 mới sửa là quá chậm. Nêu cụ thể một số hạn chế như các vấn đề có liên quan đến việc thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp, biểu thuế lũy tiến và các nhóm vấn đề khác. Nguyên nhân của thực trạng trên được chỉ ra là do các khoản thu nhập của cá nhân đang ngày một đa dạng và phức tạp. Các hình thức kinh doanh mới liên tục xuất hiện tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho cá nhân. Trong khi đó, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lại chưa đầy đủ, khả năng phân tích dự báo còn hạn chế. Phản ứng chính sách còn chậm, chưa theo kịp với sự phát sinh càng nhiều loại hình kinh doanh mới. Từ đó, cũng có rất nhiều những thông tin quan tâm tới bài viết này. Quý vị khán giả quan tâm có thể tìm đọc trên trang số 2 của Báo Lao Động. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ sau rằm tháng Chạp, chợ Tết ở Vỉa Hè thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu được mọc lên. Để sở hữu một gian hàng trên lề đường, có tiểu thương họ đã phải nộp tiền cho địa phương, nhưng cũng có người được buôn bán một cách tự do. Muôn kiểu khác nhau, phóng viên của tờ Tuổi Trẻ ghi nhận vào vài đi thuê mặt bằng, phát hiện cách làm cũng rất khác nhau. Điểm chung là trong những ngày trộn rộn bán hàng phục vụ Tết, tiểu thương chấp nhận chi tiền và chi phí cuối cùng sẽ tính vào giá bán. Trao đổi với tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Trung là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thu tiền các sạp có trang trí trên các tuyến đường là kế hoạch tổ chức chợ qua Tết Quý Mão 2023 của quận và đúng là năm đầu thực hiện. Trong khi đó, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch phường 1, quận Bình Thạnh thì khẳng định, các năm và năm nay phường không hề thu tiền các tiểu thương kinh doanh vỉa hè, không có quy định nào thu tiền các hộ kinh doanh đó. Nhưng nếu các tiểu thương và hộ kinh doanh ngay trước mặt tiền nhà người ta trong những ngày Tết với những mặt hàng phục vụ Tết thì phường cũng tạo điều kiện nhưng phải đảm bảo về lòng đường. Tiếp nối sẽ là một thông tin vui cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đó là nhiều mặt hàng có tên tuổi cũng đã được định danh rõ ràng của các doanh nghiệp của Việt Nam của chúng ta đã có mặt trên các kênh siêu thị của một số nước trên thế giới. Và điều này khác hẳn với thời gian dài trước đó khi mà hàng Việt của chúng ta chỉ xuất khẩu dưới dạng thô, đến khi tới được các kênh phân phối và bán lẻ ở nước ngoài thì lại phải gắn những cái mác là doanh nghiệp ngoại. Và cụ thể thông tin chi tiết đã có trên báo Đại Đoàn Kết trang số 6 với bài viết Định danh hàng Việt. Nhận định với tờ Đại Đoàn Kết về sản phẩm hàng hóa đến từ Việt Nam, ông Rami Bhatia, giám đốc điều hành tập đoàn Carrefour của Pháp đã nhấn mạnh, tập đoàn đánh giá rất cao về sản phẩm lương thực quan trọng và thiết yếu của Việt Nam, đó chính là gạo. Hạt gạo được làm ra với sự nghiêm túc và có yêu cầu cao. Chính sự yêu cầu cao này cũng đã góp phần khiến cho sản phẩm có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của châu Âu. Song theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, mặc dù hàng hóa Việt Nam đã gia tăng sự hiện diện tại thị trường EU, song số lượng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào EU mới chỉ chiếm khoảng 2% thị phần. Bà Thủy cũng cho rằng, còn một dư địa rất lớn để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác và đẩy mạnh xuất khẩu vào EU khi đạt được số lượng nhiều hơn nữa, sản phẩm cũng như là gia tăng về mặt giá trị kim ngạch, đồng nghĩa với việc hỗ trợ thêm nhiều các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vào thị trường EU. Thưa quý vị và các bạn, dù cận Tết Nguyên Đán thế nhưng mà nhu cầu làm việc thời vụ tại các trung tâm giới thiệu dịch vụ việc làm của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn rất lớn. Số thanh niên tìm việc làm, nhất là công việc thời vụ xuyên Tết đang vô cùng sôi động. Cũng trên tờ Đại Đoàn Kết có bài viết phản ánh thực tế trên. Theo tiến sĩ Trương Thị Minh Sâm, Chủ tịch Hội Khoa học Quản lý và Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu việc làm thời vụ tăng cao trong dịp Tết ở khu vực thương mại dịch vụ cho thấy sức mua cũng như nguồn hàng phục vụ Tết cổ truyền năm nay rất phong phú và đa dạng. Nhờ đó giúp giải tỏa sức ép gánh nặng tâm lý cho hàng ngàn lao động bị mất việc làm hoặc nằm trong kế hoạch cắt giảm lao động do nhiều doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh thiếu đơn hàng hoặc phải thu hẹp sản xuất để tái cấu trúc. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người lao động khi làm việc thời vụ và việc làm thêm trong dịp Tết cần tránh những bẫy lừa, việc nhẹ lương cao hay bẫy đa cấp mà báo chí đã thông tin, phản ánh liên tiếp trong thời gian gần đây. Theo đó thì khi người lao động làm việc thì cần phải tìm hiểu thật kỹ đơn vị giới thiệu việc làm đã được cấp phép trong hoạt động dịch vụ việc làm hay chưa rồi mới nộp đơn ứng tuyển.